Một ông nhà giàu có đứa con trai ham chơi hơn thích học. Ông bắt nó ở trong thư phòng đọc sách, rồi ông rình nghe. Một lát nó nói: "Hay thật, hiểu rồi." Ông rất mừng, bước vào hỏi: "Con hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay?" "Đâu, chỉ cho tía xem." Cậu công tử đáp: "Thưa tía, con thiết nghĩ đọc sách thật là bổ ích. Nó mở mang trí óc rất nhiều. Từ bấy lâu nay, con tưởng sách là chữ viết. Này coi kỹ, quả thật là chữ in." Hai tình nhân dắt vào bụi cây, ngồi thầy thốt với nhau. Người nào cũng cả quyết rằng mình yêu thật lòng, keo sơn gắn bó, trăm năm bạc đầu. Cậu long trọng thề: "Nếu anh mà bỏ em, thì trời đánh anh chết." Mợ cũng hăng hái không kém: "Nếu em mà phụ anh thì chết cũng chết một cách đau đớn." Giữa lúc quyết liệt ấy, bên kia bụi cây có ông già mắc bệnh táo bón, ngồi đã lâu vụt nói luôn: "Tao rặn không ra rồi, cũng chết theo tụi bay." Trong giờ thi vấn đáp môn sử, một cô học trò rụt rè bước đến trước mặt giáo sư. Giáo sư nói: "Em ngồi xuống, hãy nói cho tôi biết ai là người đàn ông đầu tiên." Cô gái liền đứng phắt dậy, đỏ bừng mặt và phản đối: "Đó là chuyện đời tư của em, sao thầy lại hỏi trong cuộc thi này?" Viên cai ngục hỏi một câu: "Thân chủ, tại sao ông vào đây?" Tù nhân đáp: "Lỗi tại luật sư, thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ." Cai ngục ngạc nhiên: "Ơ, ông nói đùa à? Ông đã gần 70 tuổi rồi kia mà." Tù nhân nói: "Phải, nhưng tôi muốn nói là ông luật sư bên vực tôi mới được 25 cái xuân xanh." Văn phòng tư vấn, ông hàng thịt đối đầu với vị luật sư: "Nếu có một con chó ăn cắp một miếng thịt ở hàng của tôi, thì chủ con chó có chịu trách nhiệm không?" Ông hỏi người đang ngồi sau bàn giấy. "Nhất định là có." Luật sư trả lời: "Hay lắm. Con chó của ông vừa lấy một miếng thịt trị giá 20.000 của tôi cách đây 5 phút." "Đúng vậy." Vị luật sư đáp tỉnh bơ. "Vậy ông phải đưa thêm cho tôi 20.000 nữa. Như thế mới đủ trả tiền công cố vấn pháp lý cho ông." Một anh chàng hai vợ tối đến phải ngủ chung với vợ lớn ở trong nhà, còn vợ bé thì nằm nhà ngoài. Một lão nhà giàu có ba anh đầy tớ, nhưng mỗi anh một tính. Anh thì rất cẩn thận, anh thì rất lo xa, còn một anh thì rất lễ phép. Lão lấy làm đắc ý lắm. Một hôm cậu con trai cả ngã xuống ao, anh cẩn thận trông thấy chạy về thưa với chủ: "Thưa ông, cậu cả nhà ngã xuống ao, xin ông cho phép con đi vớt cậu lên ạ." Vớt lên được thì cậu cả đã chết nghẽo rồi. Lão liền vác gậy đuổi. Anh cẩn thận chạy biến. Lão sai anh lo xa đi mua áo quan về liệm. Được một lúc, anh này mang về 2 cái. Thấy thế, ông chủ trừng mắt: "Tại sao lại mua những 2 cái, thằng kia?" Anh này trả lời: "Ấy, con mua phòng xa, nhỡ cậu hai có chết đuối thì có cái dùng ngay." Lão lại vác gậy đuổi đi. Chỉ còn anh lễ phép vẫn được lòng chủ. Một hôm, anh ta cùng một người nữa cán chủ nhà đi chơi, đến chỗ lội bùn ngập đến ống lưng ống chân, mà anh ta vẫn vui vẻ không một lời phàn nàn. Thấy thế, ông chủ khen: "Anh khá lắm, biết chịu khó, cứ cố đi, rồi đến Tết ta sẽ may cho bộ cánh." Vừa nói đến đấy thì anh đầy tớ đặt cán xuống giữa đống bùn, khoanh tay lễ phép nói: "Con xin đa tạ ông."